Chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ một bí quyết để cây trồng của bạn luôn xanh tốt, da đọt mạnh mẽ. Đó chính là Abu kéo đứt. Abu kéo đứt giúp cây giải độc Parklo, thúc đẩy da đọt, đẻ nhiều nhánh và chồi mập mạp. Bạn biết không, trong Abu kéo đứt có nhiều thành phần tốt cho cây lắm đấy. Abu kéo đứt có đầy đủ các nguyên tố đa, trung vi lượng, axit amin, khoáng chất và các phyto hormone cần thiết để cây có thể bật chồi. Nhờ vậy, cây sẽ ra chồi nhanh hơn, chồi mập, lá dày xanh và cứng cáp hơn. Abu kéo đứt còn giúp cây phục hồi nhanh sau khi thu hoạch và tăng sức đề kháng để chống chọi với sâu bệnh nữa. Cách dùng cũng rất đơn giản, chỉ cần pha 15-20ml Abu kéo đứt với 20 lít nước là có thể tưới cho các loại cây như rau màu, cây ăn trái, cây công nghiệp, cây lương thực đều được. Khi có bất kỳ vấn đề thắc mắc về cách chăm sóc cây sao cho chồi bật nhanh, cơi lá mập mạp, quý nhà vườn hãy gọi về số điện thoại 0933067033 hoặc 0943052922. Đội ngũ kỹ sư nông học giàu kinh nghiệm sẽ tận tình tư vấn và hỗ trợ quý bà con. Trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ đi đến tận vườn để xem bệnh và hỗ trợ quý bà con. Ngoài ra, quý bà con có thể truy cập vào website kỹ sư Huy VN để xem thêm nhiều kinh nghiệm hay và kiến thức hữu ích hơn nữa nhé.